Xin kính chào quý vị. Quý vị đang chuẩn bị làm nhà, quý vị cần tham khảo mẫu biệt thự 2 tầng mái Nhật 5 phòng ngủ với diện tích khoảng 250m². Kích thước mặt tiền là 12,5m, chiều sâu 11,5m, chi phí khoảng 1,5 tỷ đồng. Thì đây chính là mẫu nhà đẹp để quý vị có thể tham khảo, với nối thiết kế hiện đại cùng những đường nét phào chỉ thẳng phẳng, vuông vắn, gọn gàng, được kết hợp cùng những gam màu trầm ấm trên nền sơn trắng, tạo nên một khối kiến trúc tinh tế, giản dị nhưng vẫn đem lại sự khỏe khoắn, chắc chắn, vững chãi cho ngôi nhà. Ngôi nhà này được chuyên gia phong thủy Nguyễn Tất Nhiên đã đến tư vấn và thiết kế cho chú Mạnh ở Bắc Giang. Xin cảm ơn gia đình chú đã luôn tin tưởng kênh Nhà Đẹp. Xin chúc gia đình chú an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta đến với phần công năng của khu vực tầng 1. Với kích thước mặt tiền của chúng ta đang có sẽ là 12,5m. Và đây sẽ là khu vực sảnh chính của ngôi nhà. Về phần chiều sâu, với kích thước là 11,5m. Và đây sẽ là lối để chúng ta đi xuống khu vực bếp, bởi vì ngôi nhà này sẽ làm bếp riêng ra bên ngoài. Với khu vực đầu tiên, chúng ta sẽ có phòng khách với diện tích là 41m². Và phòng thờ sẽ được thiết kế theo kiểu hậu cung, với kích thước là 7,2m². Phòng ngủ số 1 với diện tích là 13,7m². Ngay bên ngoài thì sẽ là vệ sinh chung của khu vực tầng 1. Với phòng ngủ số 2, diện tích sẽ là 11,1m². Và đó là toàn bộ công năng của tầng 1. Xin mời quý vị chúng ta đến với công năng của tầng 2. Với tầng 2 này chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung. Đầu tiên sẽ là phòng sinh hoạt chung với kích thước là 31,1m². Và ở đằng trước sẽ là cửa để đi ra khu vực ban công. Phòng ngủ số 3 với diện tích là 13,7m². Ngay bên ngoài phòng ngủ số 1 cũng là phòng vệ sinh chung của khu vực tầng 2, cũng giống như ở dưới tầng 1. Phòng ngủ số 4 sẽ có diện tích là 11,1m². Phòng ngủ số 5 sẽ có diện tích là 14,8m². Và về phía đằng sau thì sẽ là khu sân phơi với diện tích là 4,6m². Và đó là toàn bộ công năng của khu vực tầng 2. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhìn ngắm những hình ảnh mô tả chi tiết nội thất của ngôi nhà. Và đây là khu vực tầng 1. Sẽ có phòng khách, phòng thờ, hai phòng ngủ, phòng vệ sinh chung của tầng 1. Rất là chi tiết đúng không quý vị? Về phía tầng 2 thì sẽ có 3 phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung, phòng vệ sinh và khu sân phơi ở đằng sau. Và đó là toàn bộ công năng của ngôi nhà. Cảm ơn quý vị khán giả đã nán lại xem hết video này. Quý vị cảm thấy video này hay, hữu ích, xin hãy cho kênh một nút thích, một nút chia sẻ video để mọi người có mẫu nhà đẹp tham khảo miễn phí. Cần tư vấn và thiết kế, xin hãy liên hệ tới số điện thoại trên màn hình. Xin chúc quý vị luôn khỏe mạnh, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.